Nếu bạn đang chơi Epic 7 và có nhu cầu nạp game hay là mua bán tài khoản với giá tốt cùng độ uy tín cao thì có thể ghé qua wingame.vn. Link chi tiết có ở dưới phần mô tả nhé. Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nhé hàng nhanh gọn các bạn hai hero mới sắp ra mắt. Thì đầu tiên chính là Brick các bạn, một hero 5 sao và là một Shadow F mới. Thì đây là animation như thường lệ. Và đó chính là Brick các bạn, một hiệp sĩ hệ Ice. Về stat của Brick thì các bạn có thể thấy là lượng máu và defense rất là dồi dào, 6700 máu và 648 defense speed thì ở tầm mức 110 thôi các bạn. Và tất nhiên attack thì không được cao lắm, 821 attack. Brick không được cộng thêm crit chance hay crit damage, nhưng mà bù lại thì có thêm 18% effectiveness các bạn. Imprint release sẽ cộng máu cho đồng minh và imprint concentration sẽ cộng máu cho bản thân. Về chiêu thức thì chiêu 2 của Brick sẽ là một chiêu búp khiên cho toàn đồng minh trong 3 lượt các bạn, một cái khiên trong 3 lượt và búp Perception cho bản thân Brick. Thì Perception là một cái búp mà cộng crit chance và crit jam các bạn thì 15% crit chance. Có nghĩa là các bạn chỉ cần build Brick đến 85% crit chance là ok rồi. Ngoài ra thì Brick sẽ nhận thêm lượng khi bất cái chiêu này lên các bạn, và lượng máu của Brick càng nhiều thì cái khiên sẽ càng dày, và các bạn có thể dùng một cục lửa Soul Burn để càng làm dày thêm cái khiên. Chiêu này thì cooldown 4 lượt các bạn và sẽ cho Brick 50 Fighting Spirit. Tới đây thì thấy hơi ghê ha, tại vì là có Fighting Spirit. Nhưng mà tin vui cho các bạn đó chính là chiêu cuối của Brick thì lại không tốn Fighting Spirit các bạn. Đây là từ chiêu cuối của Brick, Limitless Soul Arc. Thì cái chiêu này Brick sẽ tấn công một cái địch các bạn, xóa hết tất cả buff và phá giáp xong rồi trừ speed trong 2 lượt. Có nghĩa là cái đòn tấn công của Brick sẽ đi trước cái đòn phá giáp. Thì nó hơi tiếc một chỗ là Brick sẽ không phá giáp trước rồi đánh sát thương, cho nên sát thương nó sẽ hơi bị nhỏ một tí. Nhưng bù lại thì Brick sẽ có thêm effectiveness 50% các bạn, cộng với effectiveness gốc của Brick là khoảng 18%. Như vậy có nghĩa là các bạn không cần build effectiveness gì cả thì các bạn cũng không phải sợ khi mà đối mặt với lại những cái team mà có imprint resistance đó các bạn. Tất nhiên là cũng không thể nào mà rebuff được mấy con như là mấy Chloe hay là Ray of Light, mấy cái đứa mà quá nhiều resist như vậy. Nhưng mà khi gặp những cái team resist thì những cái hero mà sát thương chính á, sát thương chủ đạo team địch đó, thì các bạn sẽ có cái tỷ lệ thấp bị resist hơn. Và chiêu này thì sát thương cũng tăng theo máu tối đa của Brick. Chiêu này thì có cooldown là 6 lượt các bạn, nhưng mà up lên thì nó còn 5 lượt. Và lưu ý là cái chiêu 2 của Brick á, cái chiêu búp khiên thì Brick sẽ được thêm lượt nữa. Như vậy có nghĩa là cái chiêu này nó vô hình chung nó tạo ra là chỉ còn có 4 lượt thôi các bạn. Và các bạn không thấy cái chiêu này nó đề Fighting Spirit gì cả, thì Fighting Spirit nó ở đâu? Thì nó ở chiêu 1 các bạn, Shadow Swordmanship. Chiêu này tự cộng cho Brick 25 Fighting Spirit. Và đồng thời chiêu này các bạn tấn công đều mục tiêu, tăng Combativeness của Brick lên 15%, up max thì nó lên 20% các bạn. Và sát thương tăng theo máu tối đa của Brick. Nếu như Fighting Spirit đầy nha, sau khi tấn công chiêu 1, nếu Fighting Spirit đầy thì Brick lập tức dùng hết Fighting Spirit, xóa hết tất cả debuff trên người và bật chiêu 3 lên các bạn. Bật chiêu 3 đi đánh hero có attack cao nhất. Cái chiêu thức này nó rất là hay ở chỗ là nó cộng 25 Fighting Spirit và nó không có đề là phải là đòn ngay trong lượt hay là như thế nào. Có nghĩa là dùng đòn counter, dùng đòn dual, tác dùng bất kỳ hình thức nào, miễn là Brick tung cái chiêu 1 ra thì đều cộng cho bản thân Brick là 25 Fighting Spirit hết các bạn. Như vậy thì nó mở ra một cái khả năng combo rất là rộng cho Brick, có thể phối hợp với lại Rask nè, Silas nè, hoặc là có thể build Brick counter artifact Elbridge vân vân, rất là nhiều khả năng để mà các bạn có thể dùng chiêu 1 để mà combo qua chiêu 3 của Brick. Thì nhìn chung về bộ chiêu của Brick á các bạn, mình thấy về PvP lẫn PvE nó đều có giá trị sử dụng hết các bạn. Thì như các bạn nếu mà có coi clip này rồi thì ở đây nó lấy cái ví dụ là đánh cái Companion Pursuer Moroi này nè, đánh Expedition là PvE là đã có đất dụng võ rồi đúng không? Nhưng mà bên cạnh con boss này ra thì mình thấy là con boss nào Brick cũng có thể đi được các bạn. Bởi vì cái chiêu cuối á có thể là trừ giáp và trừ speed cho boss. Thì trừ speed thì có thể có boss kháng, nhưng mà trừ giáp thì hầu như là con boss không kháng các bạn. Và trừ giáp có chiêu 3 và thậm chí là có thể chiêu 1 rồi combo qua chiêu 3 nữa. Cho nên trong boss thì Brick sẽ phá giáp rất là liên tục. Cho nên là sẽ có đất dụng võ trong các
trường hợp BVE. Và BVB thì sao? BVB thì mình thấy Brick trước hết là ở khả năng bảo kê team của Brick bằng chiêu 2, và tất nhiên ở khả năng debuff của Brick bằng chiêu 3. Về sát thương thì theo kinh nghiệm nhiều lần coi video clip, đừng có tin những gì mà Epic 7 nó trình chiếu trên đây. Sát thương ở đây 7000 nhưng mà có thể thấp hơn á. Nhưng mà nếu mà thật sự là 7000 với Brick 24000 máu thì cũng khá là ổn các bạn, nằm ở mức ổn. Thì nếu thực sự ra mắt mà sát thương thấp thì cũng hơi tệ một tí, nhưng mà xét về khả năng debuff á, rồi khả năng bảo kê team nè, xong rồi bản này khả năng có thể giải debuff với lại chiêu 1 full fighting spirit, thì nhìn chung cái hero này nó sẽ có một tiềm năng khá là ổn các bạn. Nó rất là nhiều hứa hẹn khi mà các bạn dùng trong PvP, đặc biệt là khi các bạn dùng để đối đầu với lại Spectre Teneria là trong nguyên một dạng team tăng cờ để mà Spectre có thể núp lùm á, thì Brick khi mà tích đầy Fighting Spirit thì có thể thập Teneria. Thì đó là một trong các khả năng mà các bạn có thể cân nhắc để mà dùng Brick. Bên cạnh hero thì artifact của Brick cũng rất là mạnh các bạn, cho các hiệp sĩ tăng hit chance lên 10-20%, đồng thời là xuyên giáp 8-16%. Thì ở đây nó không có đề là phải đòn AoE hay đòn single gì cả, có nghĩa là các bạn cứ tung chiêu thức ra là nó lập tức xuyên giáp và được cộng khuyến mãi thêm hit chance nữa. Thì nếu như các bạn có khả năng max cái artifact này á thì sẽ rất là tốt. Tuy nhiên cái lượng hiệp sĩ mà xài được artifact này á thì nó lại khá giới hạn, bởi vì hiệp sĩ chủ yếu là về tăng cờ mà, do đó các bạn cũng nên cân nhắc. Và thậm chí là ngay cả Brick dùng artifact này thì cũng ok, nhưng mà vẫn có thể dùng một cái artifact khác là Elbridge Ritual Saw các bạn, để mà có thể counter được nhiều hơn á. Thì tóm lại artifact này mạnh thì mạnh thiệt, nhưng mà có cần thiết thực sự là phải lấy hay không thì tùy vào sự build đồ của các bạn, cũng như tùy cân nhắc nữa ha. Và Brick sẽ có mặt trong Epic 7 vào ngày 7 tháng 9 các bạn. Thì chúc các bạn có thể summon Brick thành công. Và bây giờ chúng ta qua hero mới, một hero 4 sao các bạn, lâu rồi mới có một hero 4 sao mà bình thường. Thì đây chính là Veronica, một Ranger hệ lửa. Về stat của Veronica thì có cái lượng speed rất là ấn tượng các bạn, 121 speed, và thậm chí là cộng speed and brain luôn thì rất là ấn tượng. Và mình nghĩ là với cái chỉ số speed như vậy cũng như là speed and brain thì sẽ có đất dụng võ nếu như các bạn cần một cái team đi nhanh. Và những chỉ số khác thì nó không được cộng thêm, nhưng mà các bạn có thể thấy là chỉ số attack thì nó khá cao cho một hero 4 sao. Mình nghĩ là khi mà lên 5 sao á hay là 6 sao max gì đó thì cái chỉ số base này nè nó sẽ còn tăng thêm nữa. Còn ở đây nó là một hero 4 sao gốc thôi, cho nên mình chỉ thấy được những cái chỉ số rất là thấp như vậy thôi. Imrin release cộng speed và Imrin concentration sẽ cộng crit chance các bạn, nhưng mà mình nghĩ là tất cả sẽ để cộng speed thôi, sẽ ít khi dùng đến cái concentration này, trừ khi các bạn tự tin vào speed của team của các bạn. Về chiêu thức thì hero này đã có chiêu thức rồi cho nên mình sẽ lướt qua nhanh ha. Đầu tiên nội tại Vampire Hunter có nghĩa là sẽ xóa hết tất cả cái hiệu ứng bất tử immortality khi mà Veronica tới lượt. Do vậy mà sẽ là một counter rất là mạnh cho những cái team mà có immortality. Mà nếu như Veronica không tới lượt á thì cứ bất kỳ một hero nào đứng trên sân mà tới lượt thì Veronica sẽ được cộng thêm Comparativeness lên đến 20% các bạn. Cho nên là dù sớm hay muộn thì Veronica cũng sẽ tới lượt và sẽ giật cái immortality này ra thôi. Cho nên có thể thấy một counter rất là cứng cho cái việc mà chơi bất bất tử này các bạn. Chiêu 3 thì có thể strip, phá giáp và đặt bom và thêm lượt. Và như các bạn đã biết rồi đó, thêm lượt xong thì có thể bắn qua chiêu 1. Chiêu 1 có thể kích nổ trái bom. Như vậy là nó có ngay một cái combo là chiêu 3 xong chiêu 1 chết một đứa. Hoặc là các bạn có thể phối hợp với lại artifact của Caesarea để mà có thể bắn chiêu 1 đặt bom rồi xong rồi kích nổ bom luôn. Là cứ bắn chiêu 1 một phát là stun. Nó tựa như là một mini Moonlight Flan đó các bạn. Mà ở đây không phải là Moonlight, nó chỉ là một Ranger hệ lửa 4 sao bình thường thôi. Giờ này nếu các bạn không có Moonlight Flan nhưng mà các bạn vẫn có thích chơi bom mìn các kiểu thì các bạn, mình nghĩ là các bạn có thể build Veronica để mà xử lý. Có một điều rất là hay đây chính là cooldown chiêu cuối thì nó có 4 lượt thôi các bạn, nếu các bạn up max lên. Và chưa kể chiêu này còn có thêm lượt nữa. Như vậy thì cái tiềm năng xoay lượt của Veronica rất là nhanh các bạn. Có nghĩa là hồi cooldown xoay lượt nhanh, hồi cooldown chiêu thức nhanh. Thì nhìn chung đây là một hero mà kiểu cleave theo kiểu đặt mìn rất là ổn các bạn. Chỉ có một cái là nếu các bạn build thì sẽ hơi khó khăn một tí, bởi vì mình nghĩ để build tốt Veronica thì các bạn cần phải có crit
critical hit chance nhiều, bởi vì khi các bạn crit thì các bạn mới thêm lượng. Cần phải có speed cao, cũng cần phải có effectiveness luôn. Như vậy thì về nếu mà có đầy đủ cái chỉ số như vậy thì để mà sống sát thương á, Veronica sẽ hơi bị yếu cái mảng đó một tí. Thực tế như thế nào chắc phải chờ đến việc build lên rồi dân tình test các thứ thì mới có thể nói được ha. Nhưng mà nhìn chung thôi thì đây là một hero có nhiều hứa hẹn các bạn, trong PvP là chủ yếu, PvP là chủ yếu, còn PvE thì nếu mà boss nào đặt trái bom lên được và kích bom được á thì nhìn chung cũng có thể ok, nhưng mà hầu hết các con boss đều miễn nhiễm với lại stun các bạn, cho nên mình nghĩ PvE thì không có nhiều giá trị sử dụng lắm với lại Veronica các bạn. Và chưa kể là boss thì cũng ít khi có được cái bức bất tử, cho nên đưa vào thì cũng gọi là chấp cái nội tại luôn. Và do vậy mà Veronica mình nghĩ là phù hợp PvP hơn là PvE. Và đó là những thông tin nhá hàng sơ sơ về hai hero mới các bạn. Rick một hero 5 sao, một hiệp sĩ, và Veronica một hero 4 sao, cũng là một cung thủ Ranger. Thì hy vọng là clip sẽ mang lại cho các bạn một vài thông tin có ích. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.